đây là ung thư sơ đồ, ung thư những cái tế bào của nó hay tự tróc ra một mình, nó không ai đụng như nó cũng tự tróc ra một mình, nó tróc ra nó chảy máu, nó chảy máu và nó đi theo những cái ống sữa nó đi ra ngoài, nó làm cho tiết dịch mình muốn tiết máu mình muốn đó, ung thư là cái uống rất là hay là tiết máu. Thì về mặt hình ảnh siêu âm nó có thể thể hiện bằng những cái loại như thế này. Thứ nhất là dạng trong ống, dạng trong ống thì có thể là ngay một cái vùng trung tâm vú mình sẽ thấy một ống sữa dạng, ngoài ra không còn gì nữa trên, nhìn ở bên kia không có dạng, tất cả những ống sữa còn lại không có dạng, chỉ có một ống sữa là duy nhất nó dạng thôi nha. Chứ còn nếu mà tất cả các ống sữa đều dạng, nhiều ống dạng thì không phải là nó đâu, chỉ một ống duy nhất dạng thôi. Và người ta cũng đến việc cái chỉnh vú á, khi mình thấy nó dạng thì mình lấy đầu dò mình đè cái chỗ đó, tự nhiên cái máu trào ra là mình biết là cái đó là ống sữa dạng rồi, mình qua xác định luôn á. Rồi hoặc là nếu mà may mắn hơn thì trong ống sữa giảm đó mình nhìn thấy được một cái chồi bên trong, đó là cực kỳ may mắn thì mình chẩn đoán liền luôn đây là ung thư. Đó là dạng trong ống. Dạng thứ hai là dạng trong nang, thì có nghĩa là cái nang như thế này và trong đó cái chồi nó có thể chiếm gần hết cái lòng nang hay là nhỏ nhỏ như thế này, hoặc là trong nang nó có nhiều cạnh và đây là cái cạnh của nó ha, nó làm cho tạo thành một cái nang nước mà nó có ở trên là cái cục trong và ở dưới là cái cục kẽ, nó có một cái mực phân cách, cái mực đó người ta gọi là dịch ha, thay vì nó là mực nước hơi chẳng hạn, trong nước trong các ruột mực nước với hơi ha, còn cái này là mực dịch ở trên là cái cục trong và dịch ở dưới là cái cục kẽ. Thì khi mà mình gặp cái dịch như vậy á, mình cho nhân nghiêng qua một bên, nhân nghiêng qua một bên thì như vậy á, cái cạnh nó đi theo không? Cạnh nó đi theo một bên, nó đổ một bên, ví dụ dần dày đang nằm nghiêng qua bên thì như vậy cái cạnh nó sẽ qua bên nó nằm đúng không, cái chồi nó sẽ lộ ra đó. Thành ra khi mà mình thấy được cái mực dịch như vậy cho nhân nghiêng qua bên để mình tìm cái chồi nằm phía sau lưng của nó nhanh. Và cái dạng thứ ba là cái dạng vú đặt nằm ngay vùng trung tâm của vú, thì như vậy đối với vú nhú nó có ba cái loại hình thái như vậy. Đây là ba loại hình thái vú nhú dạng trong ống, các bạn nhìn thấy ha, đây là vùng trung tâm của vú, đây là một ống sữa dạng, ống sữa dạng, cái ống sữa này á chỉ có một ống duy nhất dạng thôi, mấy chỗ khác còn hoàn toàn không có nha. Mình xoay vòng mình tìm bên này bên kia gì đó hai vú luôn, hay chỉ có một ống sữa duy nhất dạng. Rồi các bạn nhìn thấy là thành ống nè, khi mà có ống sữa giảm mình nghĩ là bú vú thì mình phải tìm cái chồi ở trong có được hay không, nếu có được cái chồi chắc chắn là bú vú, còn nếu không có cái chồi thì nó chưa có rõ ràng lắm. Bây giờ mình nhìn trên cái thạch ống là mình thấy nè, cái thạch ở đây nét không, nét không, rất là nét luôn ha, thạch đây nét không, không có nét, cái thạch đây nó nhăn nhở không có nét nha. Rồi khi mà mình lấy đầu dò mình đè xuống đây thấy máu nó chảy ra đây, thì như vậy mình biết đoán chính xác đây là cái nơi mà có bún nhú, có ống sữa này, có bún nhú bên trong. Và khi mình làm ép lên mình ráng làm sao mình đâm như được cái chỗ này thì nó mới ra được cái bọng nhú này nha. Rồi đó là dạng bún nhú trong ống. Bây giờ tới cái dạng thứ hai là đây là cái núm vú nè ha, nó có bóng lưng này, kế bên sát bên cái núm nó có một cái nang, trong nang nó có cái chồi nhỏ ha, thì đây là bún nhú trong nang. Rồi cái dạng thứ ba dạng đặc thì đây là núm vú nè, và kế bên sát bên cái núm vú nó có khối tròn, thường là bún vú nó hình tròn chứ nó không được nha, không thường nó hình tròn tròn như thế này, thì đây là bún vú dạng đặc ha. Có ba dạng trong ống, trong nang là dạng đặc, thì trong đó hai dạng này là hai dạng dễ chẩn đoán nhất, còn cái dạng này cái dạng khó chẩn đoán và dễ bỏ sót, tại vì nó nằm sát núm vú và cái vùng núm vú là cái vùng dễ bỏ sót sẵn. Ha, ví dụ đây là cái vú vú các bạn thấy ha, vú vú nó có thể lành hoặc có thể ác nha. Thì đây là cái vú vú nó nằm tròn trong cái lòng ống, ống ở đây thì nhỏ, thành ống rất là nét, và đây là cái vú chiếm tròn hết cái lòng ống, nó làm cho cái đường kính của cái ống nó tăng lên, tăng cái khẩu kính lên và cái vú chiếm tròn hết cái lòng như thế này. Đây là cuốn nhú trong ống và cuốn nang cuốn lòng. Và đây là một cái nang, một cuốn nhú trong nang ha. Đây là cái nang ở bên trong nó có chồi như thế này. Và khi làm FND vào cái chồi, ở đây kết quả của FND trả lời là tổn thương dạng nhú.
chỉ có nói được là tổn thương dạng nhún thôi chứ không có nói được là lành hay là ác. Và đến khi mình mổ ra mình mới biết đây là một cái ung thư dạng nhún, ung thư trong men nha. Ung thư này là ung thư tiên lượng tốt. Rồi đó là cái phần mà bệnh lý lành tính của tuyến vú. Thì tóm lại bệnh lý lành tính thường gặp nhất đó là u sợi tuyến, hay gặp những người trẻ ha, có thể có một hai bên vú, một hoặc nhiều cục. Cái dạng thứ hai nữa là u dịch thể, cái dạng hay gặp ở những người lớn lớn tuổi tí sau 40. Thì với cái dạng này nó có thể thể hiện bằng ba kiểu vú hình thái. Một, nếu là dạng đặc thì mình cần chẩn đoán phân biệt nó u sợi tuyến. Đương nhiên mình phải dựa vào những cái dữ kiện lâm sàng, ví dụ như tuổi bệnh nhân, cái thời gian xuất hiện của nó là bao lâu rồi. Cái dạng thứ hai nữa là dạng vừa có đặc vừa có nước, cái dạng đó là dạng điển hình của u sợi tuyến, u dịch thể. Còn cái dạng thứ ba là cái dạng mà chỉ chủ yếu nó là nước thôi, còn phần có đặc nó rất là ít, thì coi chừng mình cần phải chẩn đoán phân biệt với là một cái ung thư nha. Bây giờ tới cái phần cứu án của tuyến vú. Tức là ung thư vú thì ung thư vú ở phần lớn mình nói tới, tức là mình đang nói tới một cái ung thư có tuyến vú, một cái carcinoma có tuyến vú. Còn carcinoma tuyến thùy mình rất là ít thấy và người ta cũng không có đưa ra một cái chương trình tầm soát cho một carcinoma tuyến thùy. Mà cái mà người ta đang nói tới nhiều nhất đó là carcinoma có ống tuyến vú, tức là những ung thư xuất phát từ cái ống tổng. Các bạn nhớ đơn vị tuyến thùy ống tổng ha. Thì nếu mà ung thư xuất phát từ ống tổng thì mình sẽ có carcinoma ống tuyến vú nha. Thì chẳng hạn như bây giờ người ta chụp nhũ ảnh định kỳ để mà phát hiện sớm ung thư vú, tức là người ta đang nói cái ống tuyến vú. Rồi người ta nói ung thư vú mà có tính cách di truyền này nọ gì đó, có gen di truyền BRCA1, BRCA2 gì đó, thì cũng đang nói cái là ung thư của ống tuyến vú chứ không phải là ung thư tuyến thùy. Ung thư tuyến thùy nó biết và không có đẩy mạnh cho cái để mà phát hiện sớm cho nó. Tại vì cho đến bây giờ nhũ ảnh hay siêu âm, thậm chí là MRI cũng không thể phát hiện sớm những ung thư tuyến thùy và những ung thư vú mô liên kết thì nó hiếm gặp hơn. Đây là cái sơ đồ giống như nãy mình đã qua rồi ha. Thì nếu mà ung thư xuất phát từ ống thì mình gọi là carcinoma ống tuyến vú. Và carcinoma tuyến vú đó nếu nó chưa xâm lấn màng đáy như thế này mình gọi là tại chỗ. Và hãy nó xâm lấn màng đáy này thì mình gọi nó là xâm lấn. Ung thư tiểu thùy cũng vậy, xuất phát từ tiểu thùy, chỗ này là còn tại chỗ và đây là ung thư tiểu thùy xâm lấn rồi nha. Thì đối với là ung thư ống tuyến vú và xâm lấn á, nó chiếm tới 70-80% trường hợp của ung thư vú. Và siêu âm thì hơn 90% trường hợp là mình có, nó có thể tạo thành u, thành ra mình nhìn thấy được trên siêu âm. Và 5-10% trường hợp còn lại là siêu âm không thể phát hiện được cái ung thư ống tuyến vú xâm lấn. Về cái đặc điểm của nó thì nó sẽ có nè, ở bên trong cùng của nó là một cái lõi thì cô kém, rồi nó có cái halo thì cô dày, chúng mình coi ha. Và nó có bóng lưng không đẹp. Đây giờ mình nhìn cái sang hương nè, hồi nãy mình nói cái sang hương mà dạng lành tính á thì nó là hình tròn, thì mình dùng bầu dục. Còn đối với sang hương mà ác tính á thì thông thường là nó không có hình thù gì hết, cho nên người ta gọi nó là vô định hình, nó không có xác định được cái hình đó là hình dáng loại gì. Về trên cái hình này mình nhìn thấy đây là một cái sang hương echo như thế nào so với lại mở này, kém bằng kém hơn hay là cao hơn hả? Kém hơn. Giới hạn chỗ này rõ không? Giới hạn này rõ không? Rõ. Giới hạn ở đây rõ không? Không thấy. Giới hạn không thấy rõ nữa. Rồi bây giờ mô mở mình có thấy sự khác biệt nhau giữa hai mô mở này không? Không khác chỗ nào? Không, mô mở nó tăng độ hồi âm của ông đây như vậy. Cái chỗ này cái bờ của sang hương là nơi tiếp xúc với lại cái mô mở, mô mở đây nó tăng cái độ hồi âm, thì cái chỗ này người ta gọi nó là halo. Halo em như vậy, các bạn biết halo là gì không? Halo là hào quang. Ví dụ như chúa với mẹ có hào quang xung quanh, cái đó là halo. Thì cái halo đó nó phải tương phản với lại cái ở bên trong, nó cái viền ở ngoài đó phải tương phản cái ở bên trong. Thì như vậy á, cái halo là cái viền ở bên ngoài khác với là cái bên trong nha. Và cái halo này người ta gọi là gì? Halo eco dày bao quanh và không có đẹp,
nha. Rồi bây giờ âm ở phía sau này nó đều không? Âm phía sau lưng với cột cuốn này có đều không? Giống nhau không hay là khác nhau? Hả? Khác nhau, chỗ này giới hạn rõ. Mình thấy cái âm ở phía sau nó có vẻ cái tăng âm phía sau. Âm chỗ này thì sao? Cột lưng nó bị một âm rất là mạnh luôn, thành ra âm nó không còn xuống dưới được. Và phía dưới này nó là cái gì? Ở dưới này cũng không nhìn ra được luôn. Nó bóng lưng rất là mạnh, che lại bất cái dưới luôn. Thì như vậy âm phía sau như vậy là đều không đều? Không đều. Rồi bây giờ tóm lại, đây là một cái song thương ha. Cái độ hồi âm của nó sau khu mở là rất là kém, thì cô rất là kém. Giới hạn có chỗ rõ, có chỗ không rõ ha. Giới hạn có chỗ rõ, chỗ không rõ. Bô mở xung quanh á thì có chỗ tăng độ hồi âm, tức là cái chỗ đó là có dấu halo. Echo không đều, halo echo dày không đều. Âm phía sau cũng không đều. Bố cái tương đối là đồng nhất nha. Và còn những cái yếu tố còn lại có thuận lợi cho phải đồng tính không? Hoàn toàn không. Thành ra là nó chỉ có một cái yếu tố thuận lợi cho đồng tính là đồng nhất. Còn ngoài ra những yếu tố khác là nó hoàn toàn không thuận lợi cho yếu tố đồng tính nha. Vậy như vậy bắt buộc mình phải làm can thiệp lên trên cái này để tìm. Tức là mình xếp loại nó là bị đắt bốn ha. Rồi, bây giờ trên cái hình này đây là một cái song thương. Hình này là hình gì? Hình tròn hay màu dục? Không ra hình thù gì hết. Bờ nó có góc cạnh không? Rất là góc cạnh luôn ha. Thành ra là hình nó rất là quái ha. Rồi bây giờ cái độ hồi âm của nó có đồng nhất không? Không, không đồng nhất. So với lại môn mở thì có chỗ này nó kém như môn mở ha, còn cái chỗ này nó dày hơn, không có đồng nhất. Rồi bây giờ môn mở kế bên nó thì cái môn mở đó, cái độ hồi âm của môn mở nó có giống nhau không? Không. Có những chỗ nó đã xâm nhiễm của môn mở, chỗ đó gọi là gì? Chỗ này là gì? Halo. Nó có cái halo không đều nha. Rồi bây giờ có dấu cắt cụt không? Có không? Có dấu cắt cụt ha. Ví dụ như đây, nhìn thấy đây đi tới đây là mất rồi. Ở đây cũng nhìn đi tới đây là mất rồi. Cái dấu cắt cụt đây. Bóng lưng không? Có không? Có bóng lưng không? Có. Bóng lưng không có đều. Bóng lưng không có đều. Ví dụ chỗ này là mất trơn luôn ha. Và chỗ này mình còn nhìn thấy cái âm mà nó không có đều. Đây là bóng lưng không, bóng lưng không có đều. Bóng lưng không nhất thiết mà nó phải bóng lưng hết từ bên này qua bên kia nha. Tại vì bản thân của con người uống là cái độ hồi âm của nó không đồng nhất. Do đó cái thể hiện bên dưới của nó cũng không nhất thiết mà nó phải đồng nhất từ bên phải qua bên trái. Ha. Rồi, thì như vậy là những cái yếu tố trên một cái cục uống này nó thuận lợi cho lành nhiều hay là ác nhiều? Ác nhiều. Thành ra mình sẽ xếp nó hoặc là bị đắp 4C hoặc bị đắp 5. Nha, tức là nếu mà tôi xếp luôn nó hẳn có bị đắt 5. Rồi đây là dấu xâm nhiễm ha, là halo. Và đây là cái dấu bị đứt đoạn. Halo đây cũng có. Rồi vậy trên bệnh nhân này các bạn nhìn thấy ha, một cái sân thương như thế này.
mình nhìn thấy là ego kém so với mô mỡ. Ego nó rất là kém đúng không? Rất là kém. Và sau đó nó là gì? Sau đó phía dưới nó là gì? Nguyên một bóng lưng, nguyên một cái bóng lưng dày đặc luôn, và mình không thể nhìn thấy cái gì ở bên dưới được nữa hết. Và nó là bóng lưng kéo thẳng từ trên xuống vậy. Thì cái bóng lưng này người ta gọi là bóng lưng dạng khói. Nó là giống như bóng khói đi thẳng từ trên xuống luôn. Và ở phía dưới này là coi như hoàn toàn không đánh giá được cái gì ở bên trong nữa hết, là do sao? Khi mà mình thấy một bóng lưng dạng khói này có nghĩa là cái mô sơ ở đây nó rất là nhiều luôn. Nó nhiều lắm, thành ra âm nó không còn đi xuống được nữa. Bao nhiêu nó đã cản ở trên hết mà không còn xuyên âm xuống được như đây. Nha. Rồi, bây giờ mình nhìn thấy cái này có halo không? Có giống halo không? Có halo không? Halo thì nó là ego gì? Ego dài. Bây giờ mô tả của cái giống halo này nó đi từ mấy giờ tới mấy giờ? Đây là 9 giờ. Đây là 3 giờ. Từ mấy giờ tới mấy giờ? 10 giờ cho đến mấy giờ? Cho đến 12 giờ. Hết chưa? Đúng rồi. Tức là bây giờ nó có hai đoạn. Một cái đoạn là nó đi từ 10, từ 9, từ 10 giờ cho đến 12 giờ. Và một đoạn là nó đi từ 1 giờ cho đến 3 giờ. Không, tức là nó không có đều. Nó không có đều. Chỗ này nó có ít ít thôi. Và chỗ này halo nó dày hơn, chỗ này halo rất là dày, chỗ này không có halo. Nha, thì cái này gọi là halo ego dày nó không đều. Chỉ có trong ung thư nó mới có cái dấu halo ego dày không đều. Còn không có cái thuốc lá nào mà nó có được cái dấu này hết trơn nha. Khi mình nói tới halo ego dày không đều có nghĩa là mình đang nói là bị ung thư rồi đó. Rồi, giờ nhìn qua cái hình này mình thấy nè, cái lõi này là cái lõi ego kém. Và nó rất là kém đến cái độ là nó làm tạo được bóng lưng mạnh bên dưới luôn ha. Còn bây giờ mình nhìn tay sẵn thương này. Có sẵn thương. Cái lõi này cũng hơi kém so với mô mỡ. Thì nó dày hơn mô mỡ không? Dày hơn mô mỡ không? Dày hơn mô mỡ. Dày hơn mô mỡ là mỗi tốt thuận lợi cho lặng hả? Lặng tinh ha. Còn kém hơn mô mỡ mới là một cái ác tinh. Còn cái này là lặng. Dày hơn mô mỡ là thuận lợi cho yếu tố lành tính hơn là ác tính, đúng không? Rồi bây giờ tìm những dữ kiện khác nữa. Về giới hạn rõ không? Cái lỗi nó giới hạn rõ không? Không. Đồng nhất không? Không. Có halo không? Chung quanh nó, chung quanh cái lỗi này có halo không? Tức là mình muốn tìm halo là mình phải nhìn trong cái mô mỡ. Khi mà sang thương tiếp xúc với mô mỡ là tăng cái độ hồi âm mô mỡ thì cái đó gọi là halo. Vậy thì bây giờ là mình nhìn là mô mỡ nè. Mô mỡ đây nè. Rồi. Nguyên cái bột này là nằm trong mô mỡ. Bây giờ có tăng cái độ hồi âm của mô mỡ không? Có không? Vậy thì có halo không? Có. Halo này. Đi từ mấy giờ tới mấy giờ? Mười giờ cho đến mấy giờ? Mười giờ cho tới đây ha. Và mẻ ở đây nữa ha. Tức là hai đoạn. Và đây, và đây. Tức là hai đô. Vậy bây giờ không đẹp. Rồi, bây giờ có bóng lưng không? Có không? Có giảm âm phần thấp. Có giảm âm phần thấp âm. Âm qua đây rõ ràng giảm nhiều so với chỗ này. Và cái này người ta gọi nó là bóng lưng dơ. Bóng lưng này người ta gọi là bóng lưng dơ. Các bạn thấy nó lên nhem không? Nó không có nét được như là bóng lưng này. Nó bóng lưng này thì nó rất là nét. Nó rõ ràng trên dưới được bóng khói hoặc là bóng lưng dơ. Tức là ngay trong nó, ngay trong cái vùng có bóng lưng, mình vẫn còn thấy được cái chỗ phản âm ở bên trong. Âm nó vẫn còn nhìn thấy được bên trong. Nhưng mà nó lên nhem không đều so với lại cái bên này. Ha? Thì như vậy đây là bóng lưng dơ. Rồi, có dấu cắt cục không? Có không? Có. Như vậy thì những cái tiêu chuẩn mà để thuận lợi cho một cái lành tính và những tiêu chuẩn thuận lợi cho cái ác tính thì cái nào nó dính nhiều hơn? Ác tính nhiều hơn. Thì bây giờ mình kết luận nó là trong cái virus này 5. Thậm chí các bạn nhìn nè,
Bạn nhìn nè, đây là gì? Da, da, đường trong của da mình thấy là sao đây? Còn đủ hai đường không? Ở đây mình thấy đủ hai đường không? Thấy đủ bề dày da không? Ở đây mình thấy đủ bề dày da bình thường không? Không, tức là nó đã xâm nhiễm vào da luôn rồi ha. Thì như vậy đây là virus năm nha. Rồi, ngoài những cái tiêu chuẩn đó ra thì mình còn có một số trường hợp cái ung thư mà nó không có điển hình lắm đâu. Ví dụ như đây là một bệnh nhân, các bạn thấy 68 tuổi đi đến thì tiết máu trong vú nha, tiết máu trong vú. Thì khi mà tiết máu trong vú á thì thường hoặc là bút vú hoặc là ung thư với một người già như thế này ha. Thường là ung thư nhiều hơn là bút vú. Rồi các bạn nhìn thấy nè, có một ống sữa nó giãn, một ống duy nhất thôi, ngoài ra không còn chỗ nào giãn nữa hết. Và khi tôi đè vào trong cái ống sữa này thì máu nó chảy ra, nó tiết ra cái chỗ cái nấm vú. Thành ra mình cứ đi lần 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 theo cái ống này, tìm hoài không ra được cái u, không thấy u đâu hết. Chỉ có thấy một cái điều nó hơi kỳ lạ chút xíu thôi, là bệnh nhân này với 68 tuổi thì muốn bài là cũng dày cũng mỏng, mỏng mãn kinh trơn là lâu năm lắm rồi đúng không, ít nhất cũng phải là 18 năm mãn kinh rồi. Thành ra cái vú nó teo hết, đâu còn gì nữa đâu, bả mỡ rất là nhiều đó. Cái vú thì rất là mỏng ha, nhìn thấy bề dày cái vú nè, rất là mỏng. Thì nó đang mỏng như thế này, tự nhiên cái nó có một chỗ nó gồ lên, một cái cục nó bự lên như thế này, và sau hết cục này thì cái vú nó lại mỏng trở lại giống như là chỗ khác, ngoài ra không còn gì hết. Và khi mà tôi so sánh với lại cái vú đối bên, tôi không thấy cái cục giống như cái cục này, và tìm chung quanh nó cũng không có cục nào giống cục này. Chỉ có riêng một cái cục này là nó hơi kỳ kỳ, nó không giống ai vậy thôi. Chụp vô ảnh nó hoàn toàn có gì hết nha, ra là quyết định là làm FMT lên trên này thì nó ra luôn. Cái cục này nó nằm ngay tận cùng của cái ống, và cái chỗ đó cái vú nó chỉ hơi dày hơn chút xíu thôi, ngoài ra không có cái u gì hết. Tức là đây là một loại ung thư tôi không thể nhìn thấy được trên siêu âm hả. Tức là mình như nãy từ đầu đã nói 5-10% trường hợp ung thư không có nhìn, nó không tạo thành u, thành ra mình không nhìn thấy được nó trên siêu âm. Và nếu như mình không để ý mình bỏ qua, tại vì mình đâu thấy u đâu, mình đâu có thấy được cái lõi ecogen giống như là trên lý thuyết mình nói đâu ha. Thành ra là mình bỏ sót, mình bỏ nó qua một bên, và nhiều khi đây là một cơ hội để phát hiện ra mình lại bỏ qua một bên thì rất là buồn. Nó chỉ là một cái vùng của dày chứ không phải là cái cục kén giống như là bình thường mình thấy. Còn đây là một cái ung thư mà nó có nang rất là nhiều, nó hoại tử rất là nhiều, người ta nhìn vô tưởng nó giống như là một cái nang vú nó bị nhiễm trùng, nó làm cho cái dịch bên trong nó lợn cợn rồi, cái vách của nó thì rất là dày, hàng năm phía sau không có đều như thế này. Và nếu như mà mình không hỏi lâm sàng, không hỏi lâm sàng, tại vì thường nang vú nhiễm trùng bệnh nhân phải có những cái dấu hiệu đau của cái nang nó bị nhiễm trùng, nó sưng nó đau. Nếu mà mình không chịu hỏi lâm sàng chỉ nhìn vô vậy không, rồi là chẩn đoán nó là một cái nang vú nhiễm trùng. Bệnh nhân này là đã được chẩn đoán nang vú nhiễm trùng ở một chỗ khác và được chọc hút để cho uống thuốc, chọc hút ra thì ra máu chứ không phải là ra mủ đó. Xong sau đó bệnh nhân được cho uống trụ sinh một tuần 10 ngày đã không bớt thì mới đi đến khám. Đi đến khám thì tôi nghe vậy xong là tôi mới nghĩ chọc hút mà ra máu là không phải chuyện bình thường, nên nhiễm trùng là phải ra mủ chứ ra máu đó. Này là ra máu ngay từ đầu luôn, ra là mình phải coi chừng cái đó. Và khi mà mình làm ở đây là làm những cái rìa, tôi không có làm vô trong cái vùng ngoại tử, làm cho cái phần rìa có mô đặc ở đây thì nó ra được. Thì đó là những cái ung thư mà dễ nhìn ra đó. Còn bây giờ có những cái loại ung thư mà nó nhỏ quá, nó không có điển hình nữa thì rất là khó. Ví dụ như đây, các bạn nhìn thấy ha, đây là một cái lõi kém nè, cái lõi kém, nếu so với lại mô mỡ, mô mỡ thì nó kém, nó cỡ như mô mỡ ha. Nhưng bây giờ mình nhìn thấy kích thước của nó nè, đây là đít nè, đây là quai nè. Nếu bé đít kia quai thì bằng nhiêu? Lớn hai luôn, cỡ hai ha. Cái này lên trên, cái này cỡ hai, có nghĩa là lớn 1.8 nha. Rồi bây giờ mình coi nó giới hạn rõ không? Không rõ ha. Giới hạn ví dụ như đây tương đối là rõ một xíu, ở đây rõ không? Không có rõ. Rồi bóng lưng sau thì không có. Bây giờ có dấu cắt cụt không? Có dấu cắt cụt không? Có. Có dấu cắt cụt ha. Không có tăng âm phía sau. Rồi bây giờ tôi đố các bạn nè, đây là da, cái khoảng cách này nó khoảng 1 cm, nếu như trên lâm sàng thì nhìn dễ không?
thấy dễ là khó, rất là dễ, tại vì đi qua lớp mở da một xíu à là mình đụng tới nó rồi. Thành ra cái này mình phải biết thằng da làm cái này á. Khi này tôi đang nghi ngờ nó không biết thay đổi sợi bọc hay là bún bún hay là ca bún, tôi đưa tay tôi rờ mình thấy nó nhắc à, xong tôi kết luận luôn là phải thành lập ha. Chứ còn nếu chỉ đơn thuần một cái này không á thì cũng thật khó nói thiệt. Đương nhiên bắt buộc là mình cũng phải làm FD thôi, nhưng mà cái kết luận của mình nó không có rõ ràng lắm. Thì ngay thời điểm tôi đưa tay tôi rờ tôi thấy nó cứng là cứng luôn, tôi biết đây là ung thư rồi, nên tôi kết luận luôn là không định thành lập tính nhãn hàng như đây. Cái cục này á thì nếu mà mình lấy ít chi cho qua chắc chắn là nó nhỏ, nó nhỏ 0.8 chứ không lớn 0.8 đâu. Nhưng mà bây giờ độ bề ăn của nó so với mô mỡ thì sao, kém hơn mô mỡ đúng không, giới hạn rõ không? Giới hạn thì có chỗ rõ, có chỗ này không rõ ha, giới hạn thì chỗ rõ chỗ không rõ. Rồi bây giờ có dấu cắt cụt không, có không? Đây nè, dấu cắt cụt đây nè, đó. Rồi bây giờ mình nhìn mô mỡ với da ở đây và ở đây khác nhau, khác không, khác chỗ nào? Nó dày hơn, cái đó gọi là dấu gì? Halo, halo từ mấy giờ? 10 giờ thì 1 giờ mà hết thôi. Ha, chỉ có một chút xíu vậy là có cái dấu halo đó thôi. Chính vì chỗ này, thành ra là mình nghi ngờ nó là một cái tổn thương không có điển hình lành tính. Ha, và mình làm FD nó ra dương tính. Thì đây là những ung thư nhỏ, thì rất là khó chẩn đoán. Thì vì vậy mình phải phân tích từng cái yếu tố một dựa trên cái đó để mình đưa đến kết luận nha. Rồi bây giờ như nãy tôi nói các bạn là ngoài 40 tuổi là mình phải biết làm vừa tiểu ẩm vừa siêu âm, mình phải kết hợp hai cái đó, thì như vậy á mình ít bỏ sót sang thương hơn là mình chỉ làm một trong hai cái. Ví dụ như trên bệnh nhân này, nhưng này em muốn còn tương đối là dày, có nghĩa là nó khoảng độ 3, cái phát triển của nó là từ 50 đến 75%, nó có suy tuyến á. Nhìn vô trong cái này khó mà nói được là cái sang thương nằm chỗ nào. À, nếu nhất là nhìn nhiễu ảnh mà không quen, nó nhìn vô cái chỗ nào không giống chỗ đó là rất là khó nhìn. Sang thương ở đây so với bên này nó không có nhỉ? Nhưng mà ngược lại trên siêu âm nó rất là rõ ha, và nhìn thấy đây là cái sang thương tương đối là tròn đúng không, và độ hệ âm của nó so với mô mỡ thì sao, kém hơn, rất là kém, giới hạn rõ không? Có chỗ rõ chỗ không rõ đúng không, ví dụ như đây giới hạn không rõ, chỗ này giới hạn không rõ, ở đây tương đối là rõ. Rồi bờ nó đều không, đều không, bờ đó gọi là bờ đa cung nhỏ nha. Rồi có dấu cắt cụt không, có không, có. Có dấu halo, có không? Tìm halo là tìm tàu tàu tinh mô mỡ đúng rồi. Có dấu halo có từ mấy giờ? 11 giờ cho tới 2-3 giờ khoảng đôi đó ha. Rồi bây giờ có thấy cái đường mở an toàn không, thấy không, có ai thấy đường mở an toàn? Đây nè, đây là da, đây là đường mở an toàn. Mà an toàn chỗ này nó đi song song với da, chỗ này nó song song với da, chỗ này thì sao? Nó đi về phía sân thương luôn, nó bị co kéo về phía sân thương luôn ha. Rồi có dấu cắt cụt không? Có, có ở vị trí này ha, đây. Rồi âm ở phía sau có đều không? Âm phía sau có đều không? Không, có bóng lưng nhẹ, bốn lưng nhẹ ở chút xíu thôi ở mấy ông này nhanh, bốn lưng chỉ có chút xíu đây thôi. Như vậy thì những yếu tố đặc tính và ác tính thì cái nào nhiều hơn? Ác tính nhiều hơn ha. Rồi thì như vậy trên cái hình